Josiah may mắn đã nhìn thấy một người cảnh sát đang đậu xe gần đó. Cảnh sát lúc này mới phát huy được tác dụng trong phim. Ông ấy chở Josiah thoát khỏi khu rừng thì bỗng cán trúng vật gì đó. Người cảnh sát bước xuống kiểm tra, Josiah ở trong xe và nhận ra thứ họ vừa đụng phải chính là tên sát nhân còn lại. Cô ra sức báo hiệu nhưng bất thành, người cảnh sát đã bị bổ đôi người. Rồi tên sát nhân từ từ tiến lại chiếc xe. Josiah buộc phải đập vỡ kính, leo lên phía trước để lái xe bỏ chạy. Nhưng khởi động mãi vẫn không nổ máy, tên sát nhân thấy vậy cũng tăng độ khó cho game. Trèo lên nóc rồi dùng rìu bổ xuống dưới.